Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái game ha. Game này thì cũng là khá là hay và chúng ta có thể kiếm tiền và rút về trên cái ví của PayPal ha. Hiện tại thì cái min rút tiền ở đây nó là 10 đô và khi mà bạn đạt được số tiền là 10 đô trên cái game này thì chúng ta sẽ có cái nút rút tiền nó xuất hiện màu xanh ở đây. Hiện tại thì của mình chỉ mới có 1.25 đô thôi, mình còn thiếu đến là 8.75 đô nữa thì mới rút được ha. Thì trên đây thì nó có rất là nhiều những cái game mà để cho chúng ta có thể tham gia vào chơi ha. Và khi mà các bạn chơi những cái game như thế này á, thì chúng ta cần phải có một cái phiếu á, gọi là cái thẻ chơi game á. Hiện tại thẻ chơi game của mình thì đang được đó là 972 thẻ á. Và cứ mỗi lần mà chúng ta tham gia vào trong những cái trò chơi như thế này á thì chúng ta sẽ tốn cái thẻ này. Và khi mà giành chiến thắng thì các bạn cũng sẽ kiếm được tiền ở trên đây ha. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể là sử dụng cái vòng quay may mắn ha. Trong đây nè, vòng quay may mắn này thì chúng ta có thể kiếm được tiền ha. Và nếu mà may mắn các bạn có thể quay trúng vào cái ô 1 đô ha. Quay như vậy thì cần 10 lần thôi là các bạn đủ tiền rồi chúng ta rút rồi. Nhưng mà đó là dành cho những bạn nào mà cực kỳ may mắn luôn. Còn với chúng ta những người mà không được may mắn giống như vậy thì chúng ta cứ chơi bình thường thôi. Hiện tại thì trong đây thì nó có thêm là nhận thêm hai vòng quay nữa. Khi mà các bạn bấm vào trong đây á thì nó sẽ cho chúng ta xem một cái quảng cáo và các bạn sẽ nhận được đó là hai lượt quay may mắn và chúng ta bấm vào quay ha thì cái trên đây nó sẽ quay vào. Cái vòng quay may mắn này thì nó sẽ hoạt động trong vòng là 7 ngày liên tục luôn. Đó. Hiện tại thì mình thấy cái game này cũng rất là nhiều người Việt Nam chơi ở trên đây ha. Và kéo xuống dưới này thì chúng ta còn có thêm những cái cuộc đấu. Đây là đang live nè, là gọi là đấu trực tiếp với nhau ấy. Hiện tại thì đang có 118 người đang chơi này ha. Rồi ở đây thì chúng ta có là 8 người đang chơi ha. Đây là những cái game nè và đang chơi trực tiếp với nhau ấy. Và chúng ta chơi như vậy thì chúng ta cần phải tốn cái thẻ, thẻ đó là thẻ Gamy để chúng ta tham gia chơi ha. Và cái người chiến thắng á, gọi là ở trong cái phần các giải thưởng á, các bạn thấy không? Khi mà chúng ta tham gia vào trong cái giải thưởng jackpot á thì chúng ta sẽ được ăn chia với nhau cái số tiền là 10.000 đô này. Thì những bạn nào mà chọn jackpot trúng á thì có nhất nhì ba thì sẽ kiếm được tiền ha. Trong cái phần là kho giải thưởng này thì đến là 1.350 đô ha. Và cái này thì sẽ kết thúc trong vòng 5 ngày nữa. Với điều kiện là bạn cần phải có là 10.000 cái thẻ Gami để được bốc thăm. Hiện tại thì mình chỉ có 972 thẻ Gami thôi nên mình không có được tham gia trong đây. Mình chỉ được tham gia trong cái phần là jackpot phía dưới này ha. Thì mình bấm vào chọn tham gia và mình chọn một cặp số và có 6 số ha, kiểu giống như vé số Vietlott của chúng ta như vậy á. Rồi phía dưới này nữa thì chúng ta sẽ là gọi là chọn một cái phiếu thăm ha. Thì trong cái phần nếu mà cái phiếu thăm của bạn trúng thưởng thì bạn sẽ nhận được đó là 5 đô ha. Nếu mà bạn thấy là hết cái phiếu rồi đó thì chúng ta sẽ bấm vào là chọn một số may mắn. Thì các bạn cần phải xem một cái quảng cáo á, quảng cáo tầm khoảng mười mấy giây á. Rồi cái phần là Gami may mắn thứ hai này thì giải thưởng nó sẽ nhiều hơn so với ở trên ha. Ở trên là may mắn một, ở trên dưới này là may mắn hai. May mắn hai thì chúng ta sẽ kiếm được đó là 1.000 đô ha. Và cái này thì 3 tiếng nữa sẽ kết thúc. Và ở đây thì chúng ta có được là 8 cái phiếu lá thăm ha. Và phía dưới này thì nó nói là chọn một số may mắn, ở đây thì nó là ép chúng ta xem một quảng cáo nữa để nhận được một lá thăm á. Vậy thì chúng ta xem 8 cái quảng cáo thì các bạn sẽ nhận được là 8 lá thăm, và nếu mà lá thăm của bạn may mắn trúng thì bạn sẽ nhận được 1.000 đô. Rồi phía dưới là cái bảng phân chia hôm nay á, đó là dành cho những người mà chơi và chiến thắng ấy. Rồi trong cái phần là người chiến thắng này nè thì chúng ta sẽ thấy có là những người chiến thắng và với số tiền nhiều nhất là 5.960 đô ha. À không phải, này là chỉ người người số 2 thôi, người số 1 á là 7.000 đô ha, người số 2 đó là 5.900, người số 3 đó là 2.000 đô và người thứ tư thì là 1.600 á. Mình thì chỉ có 1.25 đô thôi, mình mới vừa đăng ký và tham gia thôi. Ở trên đây thì mình thấy cũng có người Việt Nam chơi ha, như bạn Phan Ca nè, chắc là người Việt Nam nè, Phan Khải ha. Rồi bạn Trà B nè, chắc là kiểu Trà My gì đó, Bùi Trà My ha. Rồi phía dưới nữa, hiện tại thì cái này nó chỉ là tính trong cái là top 30 người thôi. Bên đây thì chiến thắng gần là dành cho những bạn mà tham gia trong cái khoảng thời gian ngắn, ví dụ như là bốc thăm ngắn trong vòng tiếng 2 tiếng sổ ra thì chúng ta sẽ có được là những giải thưởng là 4 đô, 5 đô ha. Mình thấy có 4 đô, 5 đô nè. Và người Việt Nam mình thì chiến thắng trong đây cũng nhiều ha. Ví dụ như bạn Đoàn Thúy nè, Thúy Đoàn nè. Rồi bạn Nguyễn Thị Ngọc nè, Liên Khánh nè, cũng khá là nhiều bạn ấy đó. Thì cái này nó cũng đơn giản ha, nó không hề khó hết, rất là đơn giản và nó có tiếng Việt nên chúng ta rất là dễ chơi ha.
Ngoài ra thì các bạn có thể là chia sẻ cho bạn bè của mình để mà nhiều người biết đến cái game này. Thì khi chia sẻ như vậy thì bạn sẽ nhận được đó là 0.1 đô ha, và 500 vé cho bạn khi mà bạn mời bạn bè của bạn mà khi họ đạt được cấp độ là level 5 ha. Ngoài ra thì nếu mà chiến thắng thì 10% số vé của bạn bè nó cũng sẽ chuyển cho bạn. Thì chúng ta có nhiều vé thì chúng ta sẽ tham gia vào trong những cái game phía dưới nè và sẽ kiếm được tiền ha. Hiện tại thì đây là cách kiếm tiền gọi là nhiều nhất và hiệu quả nhất ấy. Đó là chúng ta tham gia vào trong những cái jackpot để mà các bạn có thể kiếm được và nếu mà chúng ta may mắn thì chúng ta có thể nhận được nhiều tiền ha. Và với cái game này thì nó cũng không yêu cầu các bạn phải 18. Khi mà đăng ký tài khoản thì chỉ cần nhập địa chỉ Gmail thôi. Và nếu đủ tiền rút thì chúng ta nhập với địa chỉ ví PayPal ở trong đây thì chúng ta rút về ha. Phía dưới này thì cái nút rút tiền của mình nó đang bị ẩn bởi vì mình chưa đủ được số tiền là 10 đô. Khi nào đủ được số tiền 10 đô thì có thể rút được về trên ví của PayPal. Ngoài ra thì với cái game này nó còn thêm một cái game nữa, đó là cái game ARC8. ARC8 là nó cũng chung nguồn với lại cái thằng game Gami này luôn. Nhưng mà thằng game ARC8 á, thì nó sử dụng là cái mạng lưới blockchain để mà trả thưởng, nên là khi chúng ta chơi á, thì nó sẽ trả cho các bạn cái đồng Gami này ha. Là cái đồng xanh xanh mình đang có là 216.4 đồng Gami này nè. Ở phía dưới này thì nó có nhiều cái thể loại game á, chủ yếu là game về suy nghĩ và phải nhanh tay lẹ mắt nữa ha. Cái này thì chắc là các bạn nếu mà muốn tìm hiểu về cái game này thì mình cũng sẽ để cho các bạn phần mô tả video này về cái game của ARC8 ha. Ở với ARC8 thì chơi thì nó cũng dễ thôi, nó cần cái kỹ năng và cái sự khéo léo của bạn, một chút xíu chất xám nữa để mà chúng ta có thể chiến thắng được trong cái game này. Khi mà kiếm được tiền thì các bạn sẽ kiếm được bằng cái đồng Gmi, và chúng ta rút tiền thì sẽ rút về trên sàn KuCoin ha. Đó là một sàn có thể là thanh khoản cái đồng Gami này ra ODT hoặc là Việt Nam đồng. Hiện tại thì cái này thì mình cũng đã có từng rút một lần rồi trong phần lịch sử này thì nó không có xuất hiện ra. Mình đã rút một lần rồi, cái này cho khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Với game này thì tại vì nó trả tiền thấp quá nên mình cũng không có mặn mà chơi thế, tại vì cái đồng Gami của nó thấp thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký tài khoản và sau đó thì chúng ta sẽ làm quen sơ sơ với lại cái ứng dụng này nha.